Lúc đấy là quả cuối cùng quyết định rồi, mình lên sàn kiểu mình không quan tâm gì nữa, mọi người xung quanh mình không quan tâm, chỉ quan tâm đến tạ thôi, làm sao thành công, quan trọng là lên được ngực ấy, là mình đẩy được ấy. Dựa đi thi đấu SEA Games 31 phải cọ sát cũng khá là gay gắt, năm nay còn đấu ở tại nước nhà nên là bản thân em là cũng muốn là góp phần gì đó để ở trên nước nhà thì nó vinh dự đặc biệt rồi. Có sức khỏe đó là niềm vui của mỗi người rồi, nên là mình có sức khỏe tại sao mình không cống hiến cho nước nhà. Kính chào quý vị khán giả, đã bao giờ quý vị tự hỏi được mình rằng khỏe để làm gì chưa ạ? Phạm Thị Hồng Thanh, một cô gái từng được khán giả hâm mộ gọi với một biệt danh trìu mến là hot girl cử tạ, đã lựa chọn và theo tập cử tạ chuyên nghiệp, một môn thể thao đòi hỏi sức mạnh, đã giúp cho Hồng Thanh chứng minh được sức mạnh của mình với thử thách ngoạn mục khi nâng mức tạ lên 17 kg, từ 107 kg lên tới 124 kg để chiến thắng đối thủ đúng 1 kg, cho dù trước đó cô đang bị dẫn tới 16 kg, để qua đó giành được tấm huy chương vàng SEA Games trong lần đầu tiên tham dự ở tuổi 20 tràn đầy nhiệt huyết và khát vọng. Câu chuyện vượt ngưỡng của lực sĩ xinh đẹp Phạm Thị Hồng Thanh sẽ phần nào giúp cho quý vị khán giả hiểu được câu hỏi khỏe để làm gì. Mình chỉ nghĩ là bản thân mình là mình kiểu dạng mà khỏe thế này thì là mình làm cái gì đó kiểu có ích một chút ấy. Em đi theo cái môn cử tạ này thì rất là may mắn khi mà chú thì làm trong nghề thể thao ở trong Nghệ An, thì là em vào đó từ năm hè năm lớp 8, đầu năm lớp 9 thì là 2013 chú lại cho vào môn cử tạ luôn, tại vì cái thể hình của mình là lúc mà chưa tập tạ thì nó có cơ bắp sẵn rồi. Giai đoạn đầu ấy em phải ăn 5 bát cơm để có sức để tập, chứ không thì ăn bình thường cảm giác đuối, không thể tập được. Mới vào ấy, nghe tiếng tạ em cũng sợ mà. Bây giờ mỗi bữa em ăn 2 bát, tại vì mình tập quen rồi ấy, thì nếu ăn 2 bát nói chung cũng là gọi là ổn rồi. Thường thì em cứ âm thầm làm thôi, chứ kiểu em không nói là em sẽ làm từng đây. Mình cứ cố gắng âm thầm làm cái thành tích cao nhất có thể thôi ạ. Đó là một cái kỷ niệm rất là đẹp, một cái kỷ niệm để mình gọi là sau này để đời. Thỉnh thoảng vẫn mình xem lại được cái khoảnh khắc đấy, trong lòng mình nó cứ kiểu nâng nâng ấy, sướng lắm. Em chỉ nghĩ một điều tích cực, đó chính là quan trọng là mình phải vượt qua được bản thân mình, chiến thắng bản thân mình. Nếu mà đối thủ mạnh thì đó chính là cái động lực giúp mình có thể vươn xa hơn. Bằng mọi giá thì mình trước tiên mình thắng bản thân mình đã. Em cảm thấy rất là tự hào và hạnh phúc để mà nói được đứng trên bục cao nhất ấy. Nó là ước ao của mỗi vận động viên rồi. Bản thân em chỉ khỏe trong lúc tập thôi, còn bình thường ấy em vẫn yếu đuối lắm, em đâu có đủ mạnh mẽ đâu. Em kiểu dạng mà vẫn cần bờ vai vững chắc để dựa vào ấy. Cũng nhờ đến môn cử tạ mọi người mới biết đến em thôi. Nhờ em gái em. Tại vì em gái của em ấy bị sốt co giật hồi nhỏ ấy, nên là bây giờ em không biết gì cả. Sinh năm 2004 mà bây giờ chỉ ở nhà bà chăm thôi chứ không biết hoạt động gì cả. Em của em như thế mà em lại được sức khỏe thì cảm giác là như kiểu em gọi là hưởng hết sức khỏe từ em của em rồi. Thì bây giờ em sẽ cố gắng làm sao để cố gắng đạt được thành tích cao để gọi là mang phần thưởng về cho em gái của em nữa. Thành công của Hồng Thanh ngày hôm nay là nhờ cử tạ, nhưng sâu thẳm bên trong đó là những động lực từ người em gái không có được sức khỏe như người bình thường. Hồng Thanh đã luôn cố gắng rất nhiều để vượt qua thử thách, chinh phục những mức tạ lớn hơn, nặng hơn. Cử tạ đã giúp cho Hồng Thanh mạnh mẽ hơn, khỏe hơn để tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho thể thao Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở chương trình này vào tuần sau. Những lúc mệt mỏi hay gì ấy thì là mình nghĩ đến những cái điều tốt đẹp nhất, nghĩ đến những lúc mà lên bục cao nhất. Khi nào con sức khỏe là con tập. Mục tiêu của em thì chắc chắn là Olympic rồi. Ngay cả ngủ em còn mơ mà.
nên là cũng cử tạ nó ăn sâu, kiểu ăn sâu máu của em rồi. Nên là đôi khi ngủ còn mơ đến tập tạ, xong rồi mơ cầm huy chương vàng ấy, xong rồi cảm giác à ước gì mọi thứ luôn được suôn sẻ thuận lợi như trong giấc mơ.